Mới đây, hải quan vùng Ihochesco đã chặn một chiếc xe tải màu trắng thoạt nhìn rất bình thường. Chiếc xe bị chặn ở Kaplitze nằm trong quá trình rà soát hàng hóa trốn khỏi kiểm soát của hải quan. Trong xe chất những hộp đồ chứa đầy thực phẩm. Cụ thể, hải quan đã tìm thấy 15 cân cua, 5 cân sò hến, 7 cân tai lợn và 12 con cá chép trong xe tải. Những hàng hóa này không chỉ không được bảo đảm đúng cách mà chiếc xe tải còn không có thiết bị làm lạnh để giữ thực phẩm tươi. Ngoài ra, tài xế không có các giấy tờ cần thiết đi kèm để vận chuyển thực phẩm. Theo lời tài xế, ông chở hàng lấy từ chợ Sapa ở Praha đến Linz ở Áo. Nhưng người lái xe đã không đến đó, các quan chức hải quan đã thu giữ toàn bộ hàng hóa của người này. Các thanh tra đã đánh giá về tình trạng hư hỏng của thực phẩm và sau đó sẽ đưa đi xử lý tại trung tâm vệ sinh. Người lái xe sẽ phải tự thanh toán chi phí. Không chỉ vậy, đối với những vi phạm đạo luật thực phẩm bị phát hiện, người vận chuyển có thể bị phạt tới 50 triệu koron.